Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai chiều qua đã tiến hành điều tra dịch tễ về vụ việc 5 người dân cùng ngụ ở tổ 8 ấp Bào Bông, xã Phước An, huyện Nhân Trạch bị một con chó dại cắn. Theo điều tra, trưa ngày 25 tháng 7, bà B ở ấp Bào Bông đến nhà con trai ở cùng xóm chơi. Khi đó, các cháu của bà đang đứng ở ngoài ngõ thì bị một con chó lạ tấn công. Bà B và con trai chạy ra can thiệp thì bà B cũng bị cắn. Con chó nặng khoảng 15 kg. Sau khi cắn bà P và hai cháu nhỏ, một cháu 10 tuổi và 3 tuổi, thì bỏ chạy vào nhà một người dân ở gần đó và tiếp tục cắn thêm hai người nữa. Năm người bị chó cắn sau đó đã đi tiêm vaccine phòng dại. Người dân ở khu vực đã tìm và bắt nhốt con chó này lại. Lực lượng thú y tiến hành lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm Động vật trực thuộc Chi cục Thú y vùng 4, thì kết quả xét nghiệm xác định chó có virus dại. Theo điều tra, ngoài cắn 5 người dân, con chó dại này còn cắn thêm nhiều con chó của các hộ dân lân cận. Do đó, lực lượng thú y khuyến cáo người dân nhốt chó nhà lại trong vòng 14 ngày để theo dõi và tiêm phòng vaccine ngừa dại cho vật nuôi.